miễn phí vé khu trường đua, miễn phí xe điện phục vụ di chuyển trong thời gian 4 ngày, ngày 29 tháng 9,
ngày 6 tháng 10, ngày 13 tháng 10 và ngày 20 tháng 10. Đặc biệt, vào lúc 18 giờ đến 22 giờ các ngày trên sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, hoạt động thể thao đặc sắc như đua xe mô tô, rip xe ô tô, đua chó, đua ngựa và giao lưu trực tiếp với CEO Nguyễn Phương Hằng. Của quý vị đại biểu, xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Huy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Và đặc biệt, xin được đồng nhiệt chào đón và dành những tràng vỗ tay thật lớn cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng giám đốc điều hành du lịch Đại Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Thắng Toàn, Phó Tổng giám đốc thường trực Đại Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Võ Kim Thanh, Phó Tổng giám đốc Đại Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tú Khanh, Phó Tổng giám đốc Đại Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Đại Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Thiện, Phó Tổng giám đốc Đại Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện ngân hàng Phương Đông OCB Bình Dương. Và đặc biệt là sự có mặt của tất cả 2.000 khán giả đang có mặt trực tiếp và hàng triệu khán giả đang theo dõi lên trên trực tiếp trên kênh truyền hình Đại Nam. Dưới sự trỗi dậy mạnh mẽ của thiên nhiên thì đôi khi con người sẽ trở nên nhỏ bé trước những cơn bão và những dòng lũ dâng tràn. Bão đã về rồi, nghe tin trên đài mà lòng con thắt lại. Thưa quý vị, tính đến ngày 27 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ sau bão đã khiến 344 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 81.000 tỷ đồng. Và đoạn clip ngắn ngay sau đây chúng tôi gửi đến quý vị không chỉ là lời chia sẻ nỗi đau mà còn là tiếng kêu gọi sự đoàn kết và hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn. Ngày hôm nay tất cả chúng ta đang có mặt trực tiếp hoặc theo dõi trực tuyến, Vũ Lý mong rằng là chúng ta hãy lắng lại để cảm nhận sâu sắc hơn về những nỗi đau và sự kiên cường của những người dân trong cơn bão, đồng thời cùng nhau hành động thể hiện tình cảm trách nhiệm với cộng đồng. Mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với đoạn clip sau.